Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thầy xin thay mặt cho tổ toán trường Trung học cơ sở Chu Văn An sẽ hướng dẫn tụi con thông qua video này về nội dung của chương trình toán 6 mà chúng ta phải học trong tuần lễ đầu tiên. Thế thì trong tuần lễ đầu tiên này chúng ta sẽ bước vào chương 1 của toán lớp 6 là chương nói về số tự nhiên. Số tự nhiên chúng ta thường sử dụng trong các giao dịch hàng ngày, ví dụ như trên hình ảnh mà tụi con thấy trên màn hình, đó là chiếc bàn phím của một cái máy rút tiền cũng gồm các số tự nhiên ở trên này. Như vậy, bước vào bài học đầu tiên của chúng ta, nội dung chúng ta sẽ cần tìm hiểu đó là tập hợp và phần tử của tập hợp. Như vậy, tập hợp là gì? Chúng ta hãy bắt đầu làm quen với tập hợp bằng những ví dụ sau đây. Đầu tiên, tụi con hãy kể tên các đồ vật có trên bàn. Tụi con hãy tự kể nhẩm với mình hoặc là lấy giấy viết, viết ra để chuẩn bị đối chứng với lại những gì sắp diễn ra xem như thế nào nha. Thế thì những vật dụng mà nãy giờ tụi con viết ra hay tụi con nghĩ ra trong đầu, đó chính là những vật dụng có trên cái mặt bàn này gồm có gì đây? Viết, thước, thẳng, thước eke và vở. Thì các đồ vật trên mặt bàn này đã tạo thành một tập hợp. Mỗi đồ vật trên bàn được gọi là một phần tử của tập hợp. Vậy chúng ta có thể hiểu nôm na tập hợp là gì? Tập hợp là nơi chúng ta tập trung những cái đối tượng nào đó lại với nhau và tạo thành một thể thống nhất thì ta gọi là tập hợp. Và mỗi đối tượng tạo thành tập hợp đó ta gọi là phần tử của tập hợp. Chỉ có vậy thôi. Ví dụ, trong gia đình của tụi con cũng là một tập hợp. Gồm có gì? Ba, mẹ, con và chị gái chẳng hạn. Thì đó cũng là một tập hợp. Và mỗi thành viên của gia đình của chúng ta sẽ là phần tử của tập hợp đó. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo để làm sáng tỏ hơn về khái niệm tập hợp. Đó là các số tự nhiên vừa lớn hơn 3, vừa nhỏ hơn 12. Tụi con hãy tự tìm ra cho thầy những số tự nhiên này. Và lưu ý rằng là nó cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, phải lớn hơn 3. Thứ hai, phải nhỏ hơn 12. Và các số tự nhiên mà chúng ta tìm được đã hiện lên trên màn hình. Thì những số tự nhiên này cũng chính là phần tử của tập hợp. Mỗi số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 được gọi là phần tử của tập hợp. Được chưa nào? Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến các ký hiệu liên quan trong bài tập hợp này. Đầu tiên, đó là ta tìm hiểu về tên của tập hợp. Người ta sử dụng các chữ cái in hoa để ký hiệu tập hợp, tức là tên của tập hợp đó. Ví dụ, A là tập hợp các đồ vật có trên bàn lúc nãy mà chúng ta đã tìm hiểu. Thì người ta có thể viết tập hợp A một cách ngắn gọn hơn và xúc tích hơn dưới dạng như thế này, thay vì chúng ta phải diễn đạt ra bằng văn nói như nãy giờ. Các cái phần tử của tập hợp A được đặt ở trong dấu ngoặc móc và được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy như tụi con thấy trên màn hình. Cách viết này người ta gọi là cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Giờ chúng ta hãy viết một tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 6. Tụi con có thể lấy giấy viết ra, viết nháp để chúng ta kiểm chứng xem kết quả của chúng ta có đúng hay không nha. Đây chính là tập hợp B của mình. Đầu tiên tụi con viết tên của nó, sau đó viết dấu bằng, mở một dấu ngoặc móc ra, đặt các phần tử là những số tự nhiên mà tụi con đã tìm được vào trong đó rồi đóng ngoặc móc lại. Như vậy tụi con thấy rằng lúc này tập hợp B của chúng ta cũng đã được viết dưới dạng đó là liệt kê các phần tử. Đây, tất cả các phần tử của nó được liệt kê ra rất là rõ ràng ha. Và mỗi con số này là các phần tử của tập hợp B như lúc nãy chúng ta đã biết. Thầy có tập hợp A và tập hợp B như trên. Thì chúng ta chú ý cái gì đây? Các phần tử của một tập hợp sẽ được viết trong dấu ngoặc móc và cách nhau bởi dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy. Tại sao có chữ hoặc này? Tụi con nhìn đây. Ở tập hợp A thì ngăn cách giữa hai phần tử này, cái dấu chấm phẩy này tụi con có thể thay đổi thành dấu phẩy thì ý nghĩa hoàn toàn không thay đổi. Nhưng đối với tập hợp B thì dấu chấm phẩy này
Chúng ta không thể thay đổi thành dấu phẩy được. Bởi nếu ta thay đổi thành dấu phẩy, ta sẽ hiểu nhầm hai phần tử 0 và 1 này trở thành một con số mà chúng ta đã được biết ở tiểu học, đó chính là số thập phân, số 0,1. Chính vì vậy, đối với tập hợp B, bắt buộc ngăn cách giữa hai phần tử này là chúng ta phải sử dụng dấu chấm phẩy tụi con nha. Và lưu ý tiếp theo, mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý. Có nghĩa là sao? Như lúc nãy, ở tập hợp A, tụi con thấy trên mặt bàn có các dụng cụ học tập, trong đó có dụng cụ là vở. Thì thật ra cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy nó là một chồng gồm nhiều quyển vở giống nhau. Nhưng chúng ta chỉ nêu là vở mà thôi, bởi vì những quyển vở nó giống nhau. Tập hợp A, các phần tử được liệt kê ra theo hiểu theo kiểu đó là chúng ta điểm danh nó, đã điểm danh một lần rồi thì chúng ta không điểm danh lại lần nữa. Tụi con ha, nhớ kỹ điều này. Và thứ tự liệt kê thì tùy ý, có nghĩa nếu tụi con không thích thứ tự này, tụi con có thể liệt kê lại thành là gì? Eke, thước thẳng, vở, bút, vân vân, tụi con có thể đảo vị trí tùy thích. Một phần tử X thuộc tập hợp A, có nghĩa là phần tử X nó nằm trong tập hợp A sẽ được ký hiệu là như thế này. Cái dấu ký hiệu màu đỏ này nó là ký hiệu thuộc, ta đọc là X thuộc A. Phần tử Y không thuộc tập hợp A, có nghĩa là phần tử Y không nằm trong tập hợp A, được ký hiệu Y không thuộc A, đọc là Y không thuộc A, được chưa nào? Rất dễ hiểu tụi con ha. Đây, ví dụ, chúng ta xem phần tử số 4 nằm trong tập hợp B, nên 4 sẽ được ghi là gì? 4 thuộc B. Tiếp theo, 10 không thuộc B, ta nhìn trong tập hợp B hoàn toàn không có số 10, do đó 10 không phải phần tử của nó, ta ghi là 10 không thuộc B. Và tương tự như vậy, không thuộc B, 13 cũng không thuộc B. Vậy đến đây tụi con cần nhớ được những ý chính gì rồi? Thứ nhất, tụi con cần phải nhớ cho thầy tên của tập hợp được dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho tập hợp. Thứ hai, các phần tử của tập hợp sẽ được đặt trong dấu ngoặc móc và ngăn cách với nhau bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy. Thứ tự liệt kê không quan trọng, được chưa nào? Với những kiến thức nãy giờ chúng ta đã được tìm hiểu và dưới sự hướng dẫn của thầy, tụi con có thể dễ dàng thực hiện được cái thực hành số 1 trong sách giáo khoa trang 8. Tụi con sẽ tự làm vào tập của mình. Và tụi con đừng đắn đo sợ sệt là mình có làm sai hay làm đúng. Sai hay đúng không quan trọng, quan trọng tụi con hãy làm theo đúng sự hiểu biết của mình. Bởi vì cái phần thực hành này hôm sau, trong video tới hoặc là trong tiết học tới, thầy sẽ hướng dẫn và sửa bài cho tụi con. Chúng ta sang phần tiếp theo. Đó là cách cho một tập hợp, tức là cách người ta viết một tập hợp đó tụi con. Người ta viết cho mình một cái đề, người ta cho mình một cái đề liên quan tới tập hợp thì người ta viết như thế nào. Cách thứ nhất, tập hợp B gồm các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cách viết này người ta liệt kê đầy đủ các phần tử ra hết. Người ta gọi là cách viết bằng cách liệt kê các phần tử. Và người ta có thể viết cách thứ hai. Cách thứ hai này tại sao lại viết được? Tụi con hãy nhìn đây. Do đặc tính của tập hợp B, ta quan sát thấy rằng tập hợp B này có các phần tử là những số tự nhiên. Và những số tự nhiên này thì nó bắt đầu từ 0 cho đến 5 mà thôi. Như vậy đây là những số tự nhiên nhỏ hơn 6. Ta phát hiện ra được tính đặc trưng của các phần tử trong tập hợp B. Do đó ta có thể viết được bằng cách thứ hai màu đen như trên hình ảnh mà tụi con thấy trên màn hình. Tập hợp B được viết như sau. B bằng gồm các số tự nhiên X. X bé hơn 6. Cách viết này người ta gọi là chỉ ra tính đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Thầy nói lại lần nữa. Cách viết chỉ ra tính đặc trưng của phần tử của các tập hợp, ta chỉ viết được khi nào ta phát hiện ra được những phần tử của nó có tính đặc trưng thì ta mới viết được. Ví dụ lúc nãy tập hợp A gồm các đồ dùng học tập có trên bàn là bút, thước thẳng, eke, vở, thì rõ ràng với những phần tử đó ta không thấy có tính đặc trưng nào cả để ta có thể viết được bằng cách thứ nhì này.
Còn đối với tập hợp B, do có tính đặc trưng cho nên ta viết được bằng cách thứ nhì. Thầy nói lại một lần nữa cách viết bằng cách chỉ ra tính đặc trưng của các phần tử ở tập hợp B để tụi con có thể khắc sâu hơn. Ta phát hiện ra đây là những số tự nhiên nhỏ hơn 6 nên ta viết B gồm các phần tử X. Đây, dấu gạch đứng này xuống, tụi con có thể thay thế bằng cái dấu gạch nghiêng, dấu xuyệt á, có trên bàn phím máy tính của tụi con. Và bắt đầu giải thích cho cái phần tử X này. Phần tử X này là số tự nhiên và X bé hơn 6. Được chưa nào? Như vậy giả sử nếu ở đây tập hợp B kéo dài tiếp cho tới số 6, số 7 thì chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái điều kiện ở chỗ này. Nếu nó là số 6 cuối cùng thì sẽ là X bé hơn 7. Nếu nó sẽ là số 7 cuối cùng thì ta có thể viết nó thành là gì? X bé hơn 8. Ta sang phần tiếp theo. Như vậy tóm lại ta rút ra được nhận xét gì đây tụi con? Để cho một tập hợp thường có hai cách. Cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Đây, cách viết màu xanh của tập hợp B. Chỉ ra tính đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Tụi con nhớ kỹ lời thầy nói. Tính đặc trưng của tập hợp chỉ có thể viết được khi mà tụi con thấy được sự đặc trưng của các phần tử của nó. Tiếp theo, chúng ta sang phần thực hành thứ hai. Phần thực hành thứ hai này có ở trong sách giáo khoa và tụi con có nhiệm vụ đó là sẽ bằng sự hiểu biết của mình thông qua video hướng dẫn này của thầy hãy tự tin làm vào trong tập. Và trong tiết học tiếp theo thầy sẽ sửa bài cho tụi con. Tương tự như vậy với thực hành số 3 ở sách giáo khoa trang 8 cũng vậy, tụi con tự làm vào tập. Tập hợp A được minh họa bằng sơ đồ Venn. Có nghĩa là sao? Ngoài cái cách người ta cho tập hợp bằng hai cách trên, thì một tập hợp người ta còn có thể minh họa nó bằng hình ảnh như thế này tụi con. Với hình ảnh này thì ta sẽ nhận biết được rằng tập hợp A của mình chứa các phần tử 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy cái cách biểu diễn như thế nào? Ta sẽ vẽ một cái đường cong. Nó không nhất thiết phải tròn vành vạnh như một cái đường tròn. Nó thực chất nó là một cái hình elip, một cái hình oval. Và tụi con lưu ý những phần tử sẽ được đặt bên trong cái giới hạn của cái đường này. Cái phần mà thầy tô màu xanh này là để làm nổi bật cho tụi con thấy là những phần tử phải nằm bên trong. Chứ không có nghĩa là khi chúng ta cho tập hợp ta phải tô màu nó lên tụi con nha. Như vậy đến đây, trước khi sang phần luyện tập, tụi con sẽ thấy được những nội dung chính mà chúng ta cần nhớ là gì. Nãy giờ, tên của tập hợp chúng ta cần phải nhớ đó là gì? Sử dụng chữ cái in hoa để viết tên của tập hợp. Các phần tử của tập hợp thì được đặt trong dấu ngoặc móc và cách nhau bởi dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê không quan trọng. Nha. Và mối quan hệ giữa một phần tử với tập hợp, ta có thể sử dụng ký hiệu thuộc hoặc là không thuộc. Nếu nó là phần tử của tập hợp đó thì ta xài ký hiệu thuộc. Không phải là phần tử thì ta xài ký hiệu không thuộc. Với những kiến thức này, tụi con sẽ dễ dàng làm được bài tập số 1 trong sách giáo khoa. Tương tự bài tập số 2, thầy cũng có minh họa lên trên màn hình này. Và tụi con có thể sử dụng thủ thuật là dừng cái video này lại để quan sát màn hình rồi làm vào tập cũng được. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang bài học kế tiếp, bài học về tập hợp số tự nhiên và cách ghi số tự nhiên. Thế thì số tự nhiên tụi con đã được biết từ tiểu học và hôm nay chúng ta sẽ học lại, không có nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại tất cả những gì mình đã học trước đây, mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về số tự nhiên thông qua bài học hôm nay. Cũng giống như với hình ảnh mà cái đồng hồ mà thầy có ở trên màn hình, thì tụi con thấy rằng trên màn hình này không phải có các số tự nhiên. Những cái số này là những cái ký tự rất là lạ. Và nó là ký tự gì? Thì sau bài học ngày hôm nay tụi con sẽ được hiểu rõ về nó hơn. Tập hợp N và tập hợp N sao? Tập hợp các số tự nhiên ký hiệu là N. Như vậy tụi con nhớ nha. Tập hợp số tự nhiên được ký hiệu, được đặt tên là N.
Và cái tên gọi này là cố định, là độc quyền. Chúng ta không được phép thay đổi tên họ, tên gọi của tập hợp số tự nhiên. Không lấy cái chữ N này để đặt tên cho bất kỳ một tập hợp nào khác. Tập hợp N sau cũng là tập hợp các số tự nhiên, nhưng mà là tập hợp các số tự nhiên khác không. Đây tụi con nhìn thấy khi liệt kê ra thì tập hợp N sau bắt đầu từ số 1, còn tập hợp N bắt đầu từ số 0. Và cả hai tập hợp N và N sau đều không có số lớn nhất nha tụi con nha. Như vậy con dễ dàng thấy được tập hợp N và N sau có gì khác nhau rồi ha. Tiếp tục, ta viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. Tụi con hãy quan sát thật kỹ, tập hợp C ở đây được cho dưới dạng đó là tính đặc trưng của các phần tử. Vậy ta hãy phân tích. Tập hợp C gồm các phần tử A thuộc N sao. Như vậy tập hợp C chứa các phần tử là số tự nhiên khác không, tụi con nha. Và A này phải nhỏ hơn 6. Vậy thì nó gồm những số tự nhiên nào, tụi con đã hình dung ra chưa? Đây, đây chính là kết quả mà chúng ta cần tìm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. Các số tự nhiên của chúng ta sẽ được đặt lên trên một cái mũi tên như thế này. Một cái mũi tên bắt đầu từ điểm gốc là số 0, kéo dài sang bên tay phải, kéo dài mãi. Cái hình ảnh này người ta gọi là tia số. Và trên tia số này người ta chia ra thành những cái đoạn bằng nhau. Tại những vị trí này người ta sẽ đặt các số tự nhiên vô. Mỗi số tự nhiên sẽ có một vị trí duy nhất trên tia số này. Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bằng một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên A gọi là điểm A. Ví dụ ở đây con thấy số tự nhiên số 2 nằm ở cái điểm này, thì điểm này con có thể gọi nó là điểm 2, được chưa nào? Tiếp tục. Như vậy với AB thuộc N, với AB thuộc N là gì vậy tụi con? Có nghĩa AB là số tự nhiên. A nhỏ hơn B hoặc A lớn hơn B trên tia số thì điểm A nằm bên trái điểm B. Ví dụ, ta hãy xem ví dụ để làm sáng tỏ. 2 nhỏ hơn 4. Ồ, cái việc 2 nhỏ hơn 4 này mình đã biết lâu lắm rồi mà ta. Sao bữa nay thầy còn nói lại? Rõ ràng 2 nhỏ hơn 4 tụi con đã được tìm hiểu từ năm mẫu giáo hoặc là năm tiểu học, tụi con cũng đã được biết và lặp lại lần nữa. Các thầy cô đã hướng dẫn tụi con so sánh hai số này bằng hình thức đó là phép đếm. Mấy thầy cô phát cho tụi con những cái que, thí dụ như 2 que, 4 que, thì khi con đếm con sẽ thấy rằng 2 que nó ít hơn 4 que, cho nên ta có 2 nhỏ hơn 4. Được chưa nào? Nhưng bây giờ lên tới lớp 6 và khi tụi con học xong bài học về tập hợp số tự nhiên thì tụi con sẽ không lập luận như vậy nữa, mà ta sẽ lập luận 2 nhỏ hơn 4 bởi vì trên tia số ta thấy 2 nằm bên trái 4. Đây, ở câu nói phía trên, với AB là các số tự nhiên, A nhỏ hơn B trên tia số thì điểm A nằm bên trái điểm B. Được chưa con? Ký hiệu tiếp theo mà ta tìm hiểu, A bé hơn bằng B có nghĩa là sao? Nghĩa là A bé hơn B hoặc A bằng B. Tương tự như vậy với ký hiệu này. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau cách nó một đơn vị. Số liền sau là sao? Trên tia số của con, nếu con đi từ trái qua phải thì thứ tự của nó sẽ tăng dần. Được chưa nào? Và cái số mà chúng ta bắt gặp ngay sau một số nào đó được gọi là số liền sau của nó. Đây ví dụ số 2021 có số liền sau là 2022. Bởi vì khi đi từ trái qua, con vừa qua khỏi số 2021, liền ngay sau đó con sẽ bắt gặp số 2022. Và như vậy, với cái cách hiểu đó, chúng ta hình thành thêm một cái thuật ngữ nữa, đó là số liền trước. Số 2021 được gọi là số liền trước của số 2022. Hai số 2021 và 2022 được gọi là hai số tự nhiên liên tiếp, tụi con nha.
Và tiếp tục là ba cái ổ khóa có trên màn hình mà tụi con nhìn thấy, đó chính là công việc về nhà của tụi con. Tụi con hãy tự giải vào trong vở của mình, và trong tiết học sau thầy sẽ sửa bài. Lưu ý, bắt đầu từ năm lớp 6 trở đi thì mọi bài toán tụi con phải tập cho mình một cái kỹ năng làm bài, đó là hãy đọc đề bài thật kỹ, phân tích rồi chậm rãi thực hiện việc giải quyết nó một cách hợp lý nhất tụi con nha. Ta sang phần tiếp theo của bài học, đó là ghi số tự nhiên. Hệ thập phân là gì? Hệ thập phân đó là cái hệ số, cái cách viết mà xưa nay tụi con viết về số tự nhiên. Để ghi các số tự nhiên, ta dùng 10 chữ số, từ chữ số 0 cho đến chữ số 9 này. Chúng ta có thể lắp ghép tạo thành vô số các số tự nhiên và chúng ta mong muốn. Chú ý rằng, khi viết các số tự nhiên có từ 5 chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng thành từng nhóm 3 chữ số từ phải sang trái cho dễ đọc. Đây tụi con nhìn ví dụ số tự nhiên này có 5 chữ số tất cả, và ta tách nó thành từng nhóm 3 con số từ phải qua. Như vậy ta dễ dàng đọc được số tự nhiên này là bao nhiêu? 66.538. Ta cũng cần phân biệt rõ số và chữ số, số chục, chữ số hàng chục, số trăm và chữ số hàng trăm. Ví dụ như con số này, tụi con cần lưu ý đây là một số tự nhiên, nhưng số tự nhiên này trong đó nó có 5 chữ số. À, nhớ chưa nào? Đây là một số, nhưng số này là số tự nhiên có 5 chữ số. Mỗi chữ số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau. Nghĩa là sao? Đây, ví dụ thầy có con số 333, tức là 333. Chữ số 3 đầu tiên bên tay trái của con đang đứng ở hàng trăm, cho nên nó sẽ có giá trị là 300. Chữ số 3 đứng ở hàng chục, vị trí ở giữa, có giá trị là 30. Chữ số 3 đứng ở vị trí cuối cùng ở hàng đơn vị, có giá trị là 3 đơn vị. Và khi ta cộng hết tất cả những giá trị này lại với nhau thì ta có được giá trị của con số này là 333 đơn vị. Tương tự với cách hiểu như vậy, ta sẽ dễ dàng hình thành được một cái công thức tổng quát cho một số tự nhiên có 2 chữ số. Cách viết AB với cái gạch trên đầu này nè tụi con, thì mình hiểu đây là một số tự nhiên bất kỳ có 2 chữ số. Trong đó chữ số A, chữ số B là những chữ số chưa biết, nhưng ta có thể lập được một cái công thức để tính giá trị nó. Chữ số A đứng ở hàng chục nên giá trị của A phải đem nhân cho 10. Chữ số B đứng ở hàng đơn vị, hàng đơn vị thì nhân cho 1. Nhưng mà ở đây chúng ta khỏi cần phải nhân, bởi vì nhân cho 1 thì giá trị của nó cũng bằng mấy đây con? Bằng 1. Thầy xin lỗi là tại vì cái file này nhiều khi nó bị chạm, cái máy tính của thầy nó cũng cũ rồi, cho nên nhiều khi nó nhảy lung tung, thầy phải trả ngược về cho tụi con dễ theo dõi. Tiếp tục, chúng ta sang đây là số tự nhiên có 3 chữ số. A đứng ở hàng trăm, B đứng ở hàng chục nha. Đây là số tự nhiên có 4 chữ số, được chưa nào? Tiếp tục, ta làm quen với một hệ viết khác, đó là hệ La Mã. Thế thì hệ La Mã thì được dùng lúc nào? Thời đế chế La Mã đó tụi con. Lúc đó người ta không sử dụng các số tự nhiên như mình, mà người ta sử dụng những cái ký tự như thế này. Ở đây có 3 ký tự mà thầy làm khác màu đi, nổi bật lên, đó là ký tự gồm có chữ Y, chữ V và chữ X. Đây là 3 ký tự quan trọng, trọng tâm nhất. Chữ Y có giá trị tương ứng với lại 1, chữ V có giá trị tương ứng với 5, chữ X có giá trị tương ứng với 10. Và cách viết của hệ La Mã rất dễ, người ta sẽ viết theo kiểu đó là cộng gộp giá trị nó lại với nhau, theo quy tắc như sau, tụi con chú ý. Đối với chữ Y và chữ V, xin lỗi, đối với chữ Y và chữ X, chúng ta được quyền viết liên tục nhưng không quá 3 lần. Đây, tụi con thấy, 1 là 1 chữ Y, vậy thì viết thêm lần nữa, nó sẽ ra số 2. Viết thêm lần nữa, nó sẽ chính là 3. Nhưng đã nói là không được viết liên tục quá 3 lần, do đó đến đây chúng ta chấm dứt. Giờ ta quay qua đến chữ X. X là 10, như vậy viết thêm lần nữa, 2 chữ X là 20. Viết thêm lần nữa, 3 chữ X là 30. Và không được viết 4 chữ X.
Như vậy thì số 4 làm sao đây? Số 4 này từ đâu mà ra? À, nó có một cái quy luật nữa là con được quyền lấy chữ Y này lắp ghép vào chữ V hoặc là chữ X. Theo nguyên tắc, nếu con lắp vào bên tay trái của chữ V thì nó sẽ làm cho chữ V này giảm xuống một đơn vị. Đây ta lắp nó vô bên trái. Như vậy thì 5 giảm một đơn vị xuống còn 4. Còn nếu ta lắp nó vào sang bên phải thì ta sẽ làm cho chữ V này tăng lên một đơn vị. Đây thầy lắp vô bên tay phải, nó tăng số 5 này lên thành 6. Vậy muốn có số 7 ta lắp thêm một chữ Y nữa là V, 2 chữ Y. Muốn có số 8 ta lắp 3 chữ Y vô kế bên V, ta được 5 với 3 là 8. Nhưng ta không lắp được một chữ Y nữa để tạo thành số 9, bởi vì như vậy là sai quy tắc. Mà ta sẽ lấy chữ Y này ta lắp vô bên trái của chữ X để ta được số 9. Được chưa nào? Vậy tụi con dễ dàng hình dung ra cho thầy. Số 11 là bao nhiêu? Là X, Y. Số 15 là bao nhiêu? Là X, V. Số 14 là bao nhiêu? Là X, Y, V. Và tương tự như vậy, tụi con sẽ dễ dàng lắp ghép tạo thành các số trong hệ La Mã từ 1 cho đến 30 cho thầy. Đây, thầy có những cái ô trống và đây chính là công việc của tụi con. Ví dụ, thầy sẽ giải quyết cho tụi con cái đầu tiên. Ha, X, Y, Y, X là 10, đây là 2, vậy nó là 12. Thầy sẽ giúp tụi con tiếp hai số La Mã này luôn. Nhưng từ những số tự nhiên này, viết thành số La Mã sẽ là công việc của tụi con. 2 chữ X là 20, 3 nữa thì nó là bao nhiêu con? 23. 2 chữ X là 20, IV là 4, cộng gộp vô nó là 24. Rồi, sau khi đã tìm hiểu xong phần chữ số La Mã, hệ La Mã, thì tụi con đã có thể tự tin bắt đầu làm những bài tập trong phần luyện tập mà thầy chuẩn bị cho trình chiếu trên cái video này cho tụi con. Đây, bài số 1, bài số 2, bài số 3. Và với tất cả những gì nãy giờ thầy hướng dẫn cho tụi con, thầy chúc tụi con đạt được kết quả tốt trong cái việc đó là tự học online trong giai đoạn này khi mà chúng ta chưa thể tụ trường được, tụi con ha.